50 năm thắp sáng ước mơ. Với mong muốn thắp sáng ước mơ, hoài bão cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, chương trình thắp sáng ước mơ ra đời nhờ sự chung tay đồng lòng của cộng đồng Điện Quang. Trước hoàn cảnh khó khăn của biết bao trẻ em không đủ điều kiện học tập, sắm sửa quần áo đến trường, ngày ngày với mò cua bắt ốc trong em phụ việc đồng áng. Bao gian truân trắc trở đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của các em khi mới tuổi ăn tuổi lớn, làm lay động biết bao lòng trắc ẩn của những con người Điện Quang. Chính những hoàn cảnh ấy đã thôi thúc cả cộng đồng Điện Quang quyết tâm hành động bằng những việc làm nhỏ nhưng mang lại những điều thiết thực nhất cho các em. Khi thấy các em ngày ngày đến trường phải băng sông lội suối đến lớp với bộ quần áo lấm lem, có khi còn nguy hiểm cả đến tính mạng, thắp sáng ước mơ đã quyết định xây dựng các cây cầu nối liền đôi bờ với mong muốn con đường đến trường của các em bớt đi một chút khó khăn, một chút nguy hiểm. Khi ánh mặt trời vụt tắt, đường làng quê bỗng trở nên tối sầm lại. Những hôm đi học về muộn, con đường từ trường dẫn về nhà các em bỗng đáng sợ đến lạ. Nhất là những hôm trời mưa, đường trơn trượt vô cùng. Chính vì thế, chương trình thắp sáng ước mơ đã cho xây dựng và lắp đặt các trụ đèn đường với mong muốn soi rọi từng bước chân của các em, để các em mỗi ngày đến trường không phải phập phồng lo sợ mỗi khi đêm về. Mùa mưa gió đến là lúc những lớp học tối om do thiếu điện, những ánh đèn ít ỏi không đủ để soi sáng từng trang sách của các em. Ánh đèn nhòe cứ lập lòe lúc sáng lúc tối, gây khó khăn biết bao cho các em mỗi khi dõi theo bài giảng của thầy cô. Chính vì điều đó, Điện Quang đã cho lắp đặt hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn nhằm cung cấp đủ nguồn sáng, bảo vệ thị lực cho các em, tạo điều kiện tốt hơn để các em học tập. Dần dần, chương trình ngày càng được lan rộng khi có sự chung tay góp sức của các nhà phân phối, khách hàng, mạnh thường quân. Thắp sáng ước mơ đã đi đến những trường học đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, những vùng bị lũ quét với những hoạt động mới mẻ và đầy ý nghĩa. Làm chương trình như vậy mấy bé nó mới ham học. Dạ. Nó rất là dễ thương, cái đơn giản rất là dễ thương. Công ty Điện Quang đã tổ chức một chương trình rất là có ý nghĩa và mong rằng tôi còn được tham gia nhiều cái chương trình như thế nữa. Lần đầu tiên á, bên nhà phân phối cũng cho là gọi là đồng hành, cũng rất là cảm ơn và cũng mong muốn là công ty kết hợp với một số nhà phân phối là không chỉ làm một năm một lần mà một năm có thể là hai lần, gọi là cống hiến thêm và đi đến những cái chỗ vùng sâu vùng xa, những cái nơi gọi là khó khăn hơn nữa. Tiện đây thì em xin chúc cho các bé có thêm được nhiều cái nhà hảo tâm có thể giúp đỡ các bé để có thể tốt hơn và có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này nhiều hơn. Năm 2023 đánh dấu cột mốc đặc biệt trên hành trình thắp sáng ước mơ. Chuyến xe sẽ tiếp tục lăn bánh đến trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Vũng Tàu, là một ngôi trường nhỏ nằm sâu trong những cánh đồng cao su bạt ngàn. Đây chính là nơi ươm mầm ước mơ của 250 em, trong đó có 70% học sinh thuộc hộ nghèo khó và dân tộc thiểu số. Đến trường vào một ngày hè oi ả, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh em nhỏ trên chiếc xe đạp lọc cọc đến trường. Chạnh lòng biết bao khi biết được có em chỉ mới là học sinh lớp 3, lớp 4, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ. Hai cha con phải nương tựa vào nhau, đôi lúc cha đi làm xa, phải ở nhà một mình. Hàng ngày phải tự đi học, tự nấu cơm, chăm sóc nhà cửa, lắm lúc còn đi cạo mũ cao su phụ giúp cha của mình. Đấy là có những em rất là khó khăn, ví dụ như có em không cha, có em không mẹ, hoàn cảnh rất là cực khổ. Tôi đi học là áo quần có, về sách vở đồ cũng không. Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ là có 250 em học sinh, những khó khăn là trên 70%, còn dân tộc là trên 10 em.
trong đó là có tay bung ở chỗ đó. Đấy là đặc thù là cao su. Và có một số ba mẹ các em là tuổi già rồi là không đi làm được, ở nhà đi tường với con cái. Còn một số thì trẻ thì đi làm cao su, thì là cao mụn và đi cao thuế cho người ta. Cuộc sống ở đây thì cũng phải chật vật khó khăn. Dù đối mặt với bao khó khăn, nhưng những đôi chân bé nhỏ của các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ vẫn ngày ngày bền bỉ đến lớp. Những nụ cười vô tư, ánh mắt ngây thơ cùng sự chăm chỉ của các em đã thôi thúc chúng tôi phải làm điều gì đó dù là nhỏ nhoi để những ước mơ ấy được chắp cánh bay cao và bay xa hơn. Đến nay, chương trình Thắp Sáng Ước Mơ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà phân phối, đối tác, khách hàng, mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hy vọng với những tấm lòng vàng ấy sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho các em. Hãy cùng Điền Quang viết tiếp câu chuyện 50 năm thắp sáng ước mơ tại trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ vào ngày 4 tháng 6 năm 2023.